Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với bạn Mr. Nhân Mặt. Và mình đã cho các bạn biết nha, đây chính là bịch bánh nè. Bánh này siêu to khổng lồ luôn, bên trong có nước sốt nè. Nhập khẩu từ Thái Lan 130.000. Mắc chưa? Quá mắc. Tao quá, bao nhiêu tao có cắn mày nó nói.
có thể nhớ ra những video mới và các bạn có thể nhận sớm hơn. Bye bye.